Xét quà trung thu Aza, chọn Mỹ, đủ vị, đậm tình. Một hộp quà trung thu có bánh, có trà không phải là điều quá mới lạ. Nhưng mà có trà hoa saffron cùng bánh trung thu nhân saffron vàng đỏ Trung Đông thì chỉ có ở xét quà Aza của nhà saffron Việt Nam thôi ạ. Xét quà đặc biệt dành cho mùa trăng năm nay không chỉ được trau chuốt tỉ mỉ từng đường nét thiết kế bên ngoài mà tặng phẩm bên trong cũng rất quý giá và độc lạ. Bên trong hộp quà gồm một hộp saffron salam 1g, một bánh nướng nhân saffron sen nhuyễn, bánh nướng nhân saffron sữa dừa và một hộp trà hoa saffron. Bánh saffron sữa dừa là sự kết hợp của vỏ bánh mềm dẻo quyện cùng lớp sữa dừa béo béo giòn giòn và hương thảo mộc tinh tế của saffron, hấp dẫn vô cùng. Hay là bánh nướng saffron sen nhuyễn với phần nhân bánh dẻo bùi ngọt thanh, vỏ bánh vàng ươm mềm xốp, hứa hẹn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Kết hợp cùng trà hoa saffron từ nhiều loại thảo dược cao cấp, hoa hồng ba tư, hoa cúc, hoa nhài, saffron, táo đỏ, đường phèn, hương vị ngọt thanh cùng hương thơm nhẹ nhàng mang đến những cung bậc cảm xúc thư giãn dễ chịu. Cắn một miếng bánh ngọt bùi, nhấp thêm chút trà thanh tao, ngắm khuôn trăng tròn đầy, sự viên mãn đâu cần tìm kiếm xa xôi mà hiện diện ngay trong chính ngôi nhà của mình đó ạ.